Cuộc không kích đẫm máu ở Makiivka, miền đông Ukraine khiến hàng chục binh sĩ bị thương đã đẩy Nga vào cảnh xáo trộn. Reuters đưa tin làn sóng giận dữ nổi lên ở Nga, kêu gọi truy cứu trách nhiệm các chỉ huy quân sự. Mặt khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Moscow có thể đổ lỗi binh lính ở Makiivka vi phạm biện pháp an ninh để lộ vị trí căn cứ. Ở diễn biến khác, CNN đưa tin vùng Belgorod của Nga tiếp tục bị Ukraine pháo kích. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ cảnh báo bùng phát bạo loạn tương tự vụ tấn công Điện Capitol năm 2021. Nga nói không thể thảo luận về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản do tư thế đối đầu khó xóa nhòa. Reuters cho biết Mỹ thảo luận về kế hoạch hạt nhân hướng đến tập trận Sa Bàn với Hàn Quốc giữa căng thẳng với Triều Tiên. Video quay lại vụ va chạm trực thăng ở Úc, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Thưa quý vị, Reuters đưa tin hôm 3 tháng 1, vụ không kích của Ukraine vào doanh trại Nga tại khu vực Makiivka thuộc vùng Donetsk khiến hàng chục binh sĩ nước này thiệt mạng, đã khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga và một số nhà lập pháp xứ Bạch Dương tức giận. Họ yêu cầu trừng phạt các chỉ huy đã chủ quan phớt lờ những mối nguy tiềm tàng trên chiến trường. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đã có lần hiếm hoi thừa nhận có 63 binh sĩ của nước này thiệt mạng vào đêm giao thừa sau khi một vụ nổ dữ dội phá hủy một doanh trại tạm thời ở Makiivka thuộc Donetsk. Khu vực này hiện do quân đội Moscow kiểm soát. Các nhà phê bình Nga cho biết binh lính đang được bố trí dọc theo một bãi chứa đạn dược ở địa điểm mà Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bị 4 quả rocket từ bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất bắn trúng. Theo Reuters, các cuộc tấn công vào Makiivka diễn ra ngay thời điểm Moscow tiếp tục mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Ukraine cho biết hàng trăm quân Nga đã thiệt mạng, trong khi các quan chức thân Moscow nói đó là sự phóng đại. Các blogger về quân sự của Nga cho rằng đội quân Moscow hứng thiệt hại nghiêm trọng là do đạn dược được cất giữ trong cùng tòa nhà với doanh trại, mặc dù các chỉ huy biết rằng khu vực này nằm trong tầm bắn của tên lửa Ukraine. Igor Kikin, cựu chỉ huy quân đội thân Nga ở miền đông Ukraine, hiện là một trong những blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng nhất của Nga cho biết hàng trăm lính của Moscow đã thiệt mạng hoặc bị thương. Đạn dược được cất giữ ở nơi nguy hiểm và các thiết bị quân sự không được ngụy trang. Arseny Spenarev, một blogger quân sự người Nga có hơn 700.000 người theo dõi trên ứng dụng Telegram, viết: "Những gì đã xảy ra ở Makiivka thật kinh khủng. Ai đã nghĩ ra ý tưởng bố trí số lượng lớn nhân sự trong một tòa nhà mà kẻ khờ khạo cũng hiểu rằng khi bị pháo kích sẽ có rất nhiều thương vong xảy ra." Ông chỉ trích các chỉ huy không thể chủ quan và phớt lờ việc đạn dược được cất giữ một cách lộn xộn. Tổng thống Volodymyr Zelensky không đề cập đến cuộc tấn công Makiivka trong bài phát biểu hàng ngày vào hôm 2 tháng 1. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo cuộc tấn công Makiivka là một cuộc công kích vào nhân lực và thiết bị quân sự của Moscow. Phía Kiev cho biết 10 thiết bị quân sự của đối phương đã bị phá hủy. Grigory Karasin, một thành viên của Thượng viện và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga, đã kêu gọi đáp trả Ukraine và các nước NATO ủng hộ Kiev. Ông cũng yêu cầu xem xét lại nội bộ của Moscow. Sergei Mironov, một nhà lập pháp và cựu Chủ tịch Thượng viện Nga, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các quan chức đã cho phép tập trung quân nhân trong một tòa nhà không được bảo vệ đầy đủ và tất cả cơ quan cấp trên không bố trí nguồn lực bảo vệ cơ sở ở mức độ thích hợp. Theo video chưa được xác minh, cho thấy hậu quả từ vụ nổ ở doanh trại Nga tại Makiivka, trong đó một tòa nhà khổng lồ giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, bốc khói mù mịt. Thống đốc vùng nói với truyền thông Nga rằng một số người thiệt mạng đến từ vùng Samara, tây nam nước Nga. Quan chức Nga Andrei Medvedev nhấn mạnh chính quyền dù là dân sự hay quân sự đều phải coi trọng mạng sống của người Nga. Một trung tâm thông tin quân sự do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donetsk cho biết đã có 69 cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực, bao gồm Makiivka vào hôm 2 tháng 1. Cùng ngày, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã công kích các khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk, trong đó làng Zakolivka, thành phố Kramatorsk và một sân trượt băng ở thị trấn Drukivka đã bị phá hủy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, viết tắt là ISW, có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết Nga có khả năng đổ lỗi nguyên nhân xảy ra vụ tấn công ở Makiivka cho các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và lực lượng được triển khai tại doanh trại ở Makiivka. Các binh lính Nga tại đây được cho là đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo an ninh, tạo cơ hội cho Ukraine phát hiện vị trí căn cứ và tiến hành đợt tấn công khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Sky News cho biết, các quan chức thực thi pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng gọi tắt là DPR đã nói với truyền thông Nga rằng cuộc tấn công ở doanh trại Makiivka xảy ra là do lực lượng được triển khai tại đây vi phạm các biện pháp an ninh. Họ được cho là đã sử dụng điện thoại, tạo cơ hội để lực lượng Ukraine xác định được vị trí của căn cứ. Trong khi đó, quan chức phụ trách các vấn đề nội bộ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Vitaly Kiselyov đã đề nghị người đứng đầu DPR, Denis Pushilin, từ chức. Theo Sky News, giới lãnh đạo Nga đang phải đối mặt với những lời chỉ trích sau những thương vong nặng nề ở Makiivka. ISW đánh giá những thất bại quân sự vừa qua sẽ tạo thêm rào cản cho nỗ lực xoa dịu dư luận của Tổng thống Vladimir Putin. Các nguồn tin Nga khẳng định ông Putin đã ra lệnh điều tra vụ việc trước ngày 6 tháng 1. Sky News bình luận thêm, việc Nga công khai thừa nhận có 63 binh sĩ thiệt mạng sau cuộc tấn công của Ukraine vào Makiivka là rất bất thường. Trước đây, Moscow rất hiếm khi xác nhận thương vong trong quân đội của mình, thậm chí các con số đưa ra thường thấp. Sky News chỉ ra, khi Ukraine đánh chìm tuần dương hạm Moscow ở Biển Đen, Nga chỉ báo cáo có một lính thiệt mạng. Tất nhiên, con số 63 binh lính thiệt mạng mà giới chức Nga công bố trong vụ tấn công doanh trại ở Makiivka thấp hơn nhiều so với con số 400 mà Ukraine tuyên bố. Ngoài ra, theo Sky News, việc Ukraine nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine cũng là điều bất thường. Ở diễn biến khác, CNN đưa tin thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Glavkov, một khu vực của Nga giáp với Ukraine, đã viết trên Telegram báo cáo về vụ pháo kích xảy ra hôm 2 tháng 1 rằng ngôi làng Murom ở quận đô thị Sebekivsky đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Cụ thể, ông cho biết không có thương vong xảy ra, nhưng vụ pháo kích đã gây thiệt hại 2 ngôi nhà và một ô tô. Một nghĩa trang địa phương cũng bị trúng pháo. Theo ông Gladkov, ngôi làng Vyacheslav ở vùng Belgorod cũng bị tấn công vào hôm 2 tháng 1. Có một ngôi nhà bị thổi bay mặt tiền và hàng rào bị phá hủy. Một đường dây tải điện cũng bị hư hại. Rất may không có ghi nhận thiệt hại về người. Vị quan chức cho biết các lực lượng thuộc dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và đang giải quyết hậu quả. Sputnik News đưa tin hôm 2 tháng 1, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg và người đồng cấp Ấn Độ Subramanyam Jaishankar đã kêu gọi Nga và Ukraine tổ chức một cuộc đàm phán hòa bình khi hai vị bộ trưởng nhóm họp ở Viên. Trong cuộc họp báo, ông Schallenberg nói hòa bình có thể đạt được trên bàn đàm phán, không phải trên chiến trường. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không phải là ngoại lệ. Ông Schallenberg cũng ghi nhận vai trò của Ấn Độ trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Cụ thể, vị Ngoại trưởng đánh giá, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn là một trong số ít người thường xuyên đàm phán với cả Nga và Ukraine. Áo cũng đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò Chủ tịch G20 của Ấn Độ. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục hòa bình để vấn đề Ukraine được giải quyết bằng giải pháp ngoại giao. Ông Schallenberg nói thêm, các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine không thể diễn ra nếu không có Kiev. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar lưu ý, New Delhi luôn chú trọng các cuộc đàm phán. Gần đây, Thủ tướng đã có các cuộc hội đàm không chỉ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mà cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bản thân tôi đã nói chuyện với các người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Jaishankar cũng lưu ý các vấn đề cụ thể liên quan đến tình hình hiện tại ở Ukraine, đặc biệt là nỗ lực bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông có kế hoạch thảo luận về chủ đề này với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi vào hôm 3 tháng 1. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đang không mấy hòa hảo. Chia sẻ với TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã nói rằng Nhật Bản không từ bỏ đường hướng chống Nga của mình, vì vậy không thể tồn tại bất kỳ cuộc đối thoại nào về Hiệp ước Hòa bình. Cụ thể, ông Rudenko nói rõ ràng là không thể thảo luận về việc ký kết Hiệp ước Hòa bình khi một quốc gia duy trì tư thế đối đầu, công khai thể hiện thái độ không thân thiện và tự do đưa ra những lời đe dọa trực tiếp chống lại Nga. Vị Thứ trưởng nhấn mạnh, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Tokyo có thể sửa đổi chính sách chống Moscow hoặc nỗ lực khắc phục tình hình hiện tại. Ông Rudenko nhắc lại, trước đó Nga đã đàm phán với Nhật Bản về một hiệp ước toàn diện đầy đủ về hòa bình, hữu nghị. Hiệp ước này sẽ xác định các bước phát triển nhanh chóng quan hệ Nga-Nhật. Ông nói thêm, khi Nga bắt đầu tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính quyền Nhật Bản đã tích cực tham gia một chiến dịch bài Nga do phương Tây dàn dựng, từ đó phá bỏ kết quả hợp tác cùng có lợi đã được vun đắp trong nhiều năm giữa hai nước. Thưa quý vị, khi căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội ký kết một thỏa thuận có lợi với Triều Tiên. Hãng thông tấn TASS hôm 3 tháng 1 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã cho rằng các bên liên quan nên nhận ra nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên không thể trở lại mô hình ngoại giao thượng đỉnh như giai đoạn 2018-2019. Đó là thời điểm Bình Nhưỡng chủ động tỏ ra thiện chí nhưng không nhận được phản hồi tương xứng. Ông Rudenko cho biết, vào tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, Triều Tiên đã đề nghị xóa bỏ các cơ sở hạt nhân quan trọng tại Myeongbon để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt quốc tế thuộc lĩnh vực dân sự. Tuy nhiên, Mỹ đã bỏ qua cơ hội ký kết thỏa thuận này. Sau đó, do đòi hỏi quá cao của Washington, tiến trình đàm phán đã bị dừng lại, ông Rudenko cho biết thêm. Ông Rudenko cho rằng, để trở lại một chương trình nghị sự mang tính xây dựng, trước tiên Hoa Kỳ và các đồng minh nên từ bỏ các biện pháp kém hiệu quả như trừng phạt và tạo áp lực hơn nữa đối với Triều Tiên. Thứ hai, Mỹ và các quốc gia đồng minh nên phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại trong một chương trình nghị sự nhằm giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình dựa trên lòng tin, đồng thời thúc đẩy giải pháp kiểm soát vũ khí đa phương ở khu vực Đông Bắc Á, ông Rudenko nhận định. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng, theo khuôn khổ của một chương trình nghị sự như vậy, các quốc gia trong khu vực chỉ có thể an tâm khi vấn đề an ninh và pháp lý được giải quyết. Đây cũng là nội dung đã được đề cập trong sáng kiến ngoại giao chung giữa Nga và Trung Quốc, ông Rudenko cho biết thêm. Reuters đưa tin hôm 3 tháng 1, quan chức của cả Mỹ và Hàn Quốc đã cùng xác nhận hai nước đang thảo luận về việc lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch hạt nhân của Hoa Kỳ nhằm chống lại các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Đôi bên hy vọng sẽ sớm tiến hành một cuộc diễn tập trên Sa Bàn. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc John đã tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, trong đó thúc đẩy khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào đồng minh. Những nỗ lực trên được xúc tiến giữa bối cảnh Mỹ-Hàn xác định các mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Trước đó, trả lời báo giới hôm 2 tháng 1, ông John cho biết các đồng minh đang thảo luận về kế hoạch tập trận chung. Điều đó sẽ làm sáng tỏ những nghi ngờ về khả năng răn đe mở rộng mà người dân Hàn Quốc còn ngờ vực. Thư ký báo chí của Tổng thống John, bà Kim Eun-hee nói rằng để đối phó với vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ-Hàn đang thảo luận về cách chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ sở hạt nhân của Mỹ. Chia sẻ với Reuters, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cũng xác nhận Washington và Seoul đang xem xét tăng cường chia sẻ thông tin, lập kế hoạch dự phòng chung. Sau đó, một cuộc tập trận trên Sa Bàn sẽ được xúc tiến, theo yêu cầu từ Tổng thống hai nước trong cuộc gặp ở Campuchia vào tháng 11. Quan chức Mỹ lưu ý thêm rằng, việc tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân thường xuyên sẽ cực kỳ khó khăn vì Hàn Quốc không phải là cường quốc hạt nhân. Viện này nhận định kế hoạch chung sẽ được thực hiện thông qua nhiều cách như Tổng thống John đã nói, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin, lập kế hoạch chung và mở rộng phạm vi phòng vệ, cũng như phối hợp đào tạo, sau cùng là diễn tập trên Sa Bàn. Quan chức này cho biết vẫn chưa xác định thời gian tập trận nhưng chúng sẽ diễn ra trong một tương lai không xa. Mỹ-Hàn sẽ xem xét nội dung diễn tập dựa trên năng lực quân sự của Triều Tiên. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từng tuyên bố Washington cam kết cung cấp khả năng răn đe mở rộng và các đồng minh đang nghiên cứu một phản ứng phối hợp hiệu quả với một loạt kịch bản bao gồm khả năng Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Khi được hỏi về cuộc tập trận trên Sa Bàn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Được biết, Mỹ và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc tham vấn về khả năng răn đe mở rộng trong năm 2023 sau một thời gian dài gián đoạn giữa bối cảnh Triều Tiên đang ngày càng gia tăng năng lực hạt nhân và tên lửa. Bình Nhưỡng xem Seoul là kẻ thù và tuyên bố tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm nay, sau khi nước này bắn lượng tên lửa kỷ lục vào năm 2022 và triển khai máy bay không người lái xâm nhập không phận của Hàn Quốc vào tháng 12. Go Myung-hun, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Asan cho biết các biện pháp đối phó của Mỹ không theo kịp các chương trình hạt nhân đang phát triển của Triều Tiên. Chiến lược răn đe mở rộng cũng không có gì khác biệt đáng kể so với thời kỳ năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng còn yếu. Kim Jong-up, giáo sư tại Đại học Kyungnam, bình luận, các động thái của Tổng thống Joe Biden, người duy nhất có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ cho thấy Washington miễn cưỡng trong việc chia sẻ các hoạt động liên quan đến vấn đề hạt nhân vì lo ngại về an ninh. Trước đó, khi được hỏi về cuộc tập trận hạt nhân với Hàn Quốc, Tổng thống Biden đã nói là không có chuyện này. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, liên quan đến tình hình nước Mỹ, cảnh sát trưởng Điện Capitol Tom Manger đã cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc bạo loạn mới, tương tự vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong một tuyên bố, ông Munger cho biết nước Mỹ đang ở trong tình trạng phân cực. Một cuộc tấn công giống như bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở đồi Capitol có thể tái diễn. Nếu điều không tưởng ấy xảy ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng ứng phó. Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm, cảnh sát thủ đô Hoa Kỳ USCP đã tiến hành hơn 100 cải tiến trong 2 năm qua, bao gồm xây dựng kế hoạch hành động để đảm bảo an ninh khi nổ ra các cuộc biểu tình hay trong các sự kiện quan trọng. USCP đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với hàng chục cơ quan thực thi pháp luật trong và xung quanh khu vực thủ đô Washington, D.C. Ông Munger cũng lưu ý thêm, Quốc hội đã thông qua luật đảm bảo giám đốc USCP có thể đơn phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi lực lượng vệ binh quốc gia hành động. Vị cảnh sát trưởng nói rằng sẽ vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đảm bảo an ninh quốc gia. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, một nhóm lớn những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Điện Capitol nhằm ngăn các nhà lập pháp xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Diễn biến trên xảy ra sau khi ông Trump tuyên bố kết quả bầu cử ghi nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden là không hợp lệ do gian lận. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn. Sự việc hôm 6 tháng 1 là cuộc tấn công lớn nhất vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ kể từ khi quân đội Anh đốt cháy tòa nhà và các địa danh khác trong chiến tranh năm 1812. Vụ việc đã dẫn đến việc Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo mở cuộc luận tội thứ hai đối với ông Trump với cáo buộc cựu Tổng thống kích động cuộc nổi dậy. Vụ bạo loạn cũng đã dẫn đến một cuộc điều tra của Quốc hội và hàng trăm vụ truy tố những người bị cáo buộc có liên quan. Còn tại Hàn Quốc, Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này cho biết chính phủ đang cố gắng giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế trong bối cảnh xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn trong và ngoài nước. Hãng tin Reuters cho hay trong bài phát biểu hôm 3 tháng 1, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Ri Chang-jong cho biết chính phủ đang có những phản ứng linh hoạt để nền kinh tế hạ cánh mềm khi xuất hiện nhiều yếu tố rủi ro trong và ngoài nước. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ chú trọng đến các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời thực hiện những thay đổi trên thị trường tài chính và thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục tập trung vào công tác ổn định giá cả. Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ổn định thị trường một cách chủ động thông qua việc liên lạc và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan, ông Ri cho biết thêm. Được biết, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên trong năm nay vào ngày 13 tháng 1 sau khi quyết định điều chỉnh lãi suất lên 3,25% từ tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Brazil vừa có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Argentina với cam kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hãng thông tấn Anadolu cho hay, phát biểu trước báo giới hôm 2 tháng 1, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết, qua cuộc gặp tại thủ đô Brasilia, ông cùng người đồng cấp Brazil Lula da Silva đã cam kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước sau khi tình hình trở nên phức tạp dưới thời cựu Tổng thống Bolsonaro. Tổng thống Fernandez cũng thông báo Tổng thống Brazil sẽ có chuyến thăm chính thức Argentina vào ngày 23 tháng 1. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp mặt tại thủ đô Buenos Aires của Argentina một ngày trước khi diễn ra hội nghị cấp cao của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe. Được biết, trước khi tiếp đón người đồng cấp Argentina, Tổng thống Brazil đã gặp mặt Tổng thống Chile, Ecuador và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn với mong muốn mở rộng mối quan hệ và thúc đẩy hoạt động hợp tác với các nước. Theo dự kiến, ông Lula da Silva sẽ có chuyến công du đến Trung Quốc và Mỹ trong 3 tháng đầu tiên trên cương vị Tổng thống Brazil. TASS đưa tin hôm 3 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp Serbia Ivica Dačić nhân dịp năm mới và chúc mừng sinh nhật của ông Dačić. Trong đó, ông Lavrov nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng duy trì tương tác với Belgorod. Trong bức điện, ông Lavrov đã nhắc lại rằng vào năm 2022, mối quan hệ Nga-Serbia một lần nữa bị thách thức trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến bất lợi cho hai nước. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ sẵn sàng duy trì sự tương tác cao giữa Bộ Ngoại giao hai nước và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động trên trường quốc tế. Ông cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Belgrade trong việc duy trì các lợi ích hợp pháp của quốc gia này. Được biết, vào ngày 6 và ngày 7 tháng 6 năm 2022, ông Lavrov đã lên kế hoạch thăm Belgrade. Tuy nhiên, vị ngoại trưởng đã phải hủy bỏ chuyến thăm khi Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đóng không phận với máy bay của ông. Ông Lavrov chỉ trích hành động của các quốc gia châu Âu là chưa từng có và không thể tưởng tượng được. Sau khi chuyến thăm Belgrade bị gián đoạn, ông Lavrov đã mời người đồng cấp Serbia vào thời điểm đó là ông Nikola Selakovic đến thăm Moscow. Khi chính phủ mới của Serbia lên nắm quyền, ông Dačić giữ chức vụ ngoại trưởng. Ông vốn nổi tiếng với chủ trương thân Nga. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, ông Lavrov đã lặp lại lời mời Ngoại trưởng Serbia đến thăm Nga. Belgorod đã nhận lời, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã tiến hành nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ vào cuối năm 2022. Hôm 3 tháng 1, Reuters đưa tin Bộ trưởng An ninh Quốc gia của Israel Itamar Ben-Gvir đã có chuyến thăm chớp nhoáng đến khu vực phức hợp của nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, một động thái mà Palestine cho là mang tính khiêu khích và vi phạm luật pháp quốc tế. Trên nền tảng mạng xã hội Twitter, vị Bộ trưởng đã viết núi đền mở cửa cho tất cả mọi người và sử dụng tên Do Thái cho địa điểm này. Một bức ảnh sau đó cũng cho thấy ông đang đi dạo ở ngoại vi khu nhà thờ và được tháp tùng bởi một nhóm vệ sĩ và một người Do Thái chính thống giáo. Một quan chức của Israel sau đó cho biết chuyến thăm của ông Ben-Gvir là hoàn toàn hợp pháp vì những người không theo đạo Hồi được phép thăm các nhà thờ Hồi giáo miễn là họ không cầu nguyện. Việc ông Ben-Gvir, một người có tư tưởng cực hữu và là lãnh đạo đảng quyền lực Do Thái, gia nhập Liên minh Tôn giáo Dân tộc Chủ nghĩa dưới thời Thủ tướng tái đắc cử Benjamin Netanyahu đã xoáy sâu thêm thù hận với người Palestine. Điều này khiến mục tiêu trở thành nhà nước độc lập của Palestine trở nên xa vời hơn. Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Bộ trưởng cực đoan Ben-Gvir xông vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa và coi đây là hành động khiêu khích chưa từng có, một sự leo thang xung đột đầy nguy hiểm. Được biết, khu phức hợp Al-Aqsa được người Hồi giáo gọi là Thánh Địa. Đây là địa điểm tôn giáo quan trọng thứ ba của đạo Hồi và được xem là linh thiêng nhất của người Do Thái giáo. Khu này nằm ở đông Jerusalem, nơi Israel đã chiếm được cùng với bờ Tây và dải Gaza trong cuộc chiến năm 1967. Khu phức hợp là một phần biểu tượng cho niềm hy vọng thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine ở những vùng lãnh thổ đó. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của mình, trong khi quốc tế không công nhận điều đó. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho hay các vụ biểu tình tại thành phố Santa Cruz của Bolivia đã kéo dài đến ngày thứ Sáu sau vụ bắt giữ thống đốc Luis Camacho. Theo hãng tin Reuters, thống đốc Luis Camacho đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 với cáo buộc đảo chính vào năm 2019. Sau đó, ông được đưa ra khỏi tỉnh bằng trực thăng và hiện đang ở trong nhà tù an ninh thuộc thành phố cao nguyên El Alto. Hình ảnh hôm 2 tháng 1 cho thấy người dân thành phố Santa Cruz, khu vực thành trì của phe bảo thủ đối lập với Tổng thống Luis Arce, đã đốt pháo và ném vào cảnh sát khi biểu tình. Người dân thành phố cũng đã chặn các tuyến đường cao tốc ra khỏi tỉnh nhằm cản trở việc vận chuyển ngũ cốc và thực phẩm trong nước. Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ thiết lập chế độ độc tài, vi phạm quyền tự do và bắt cóc, giam giữ công dân từ nơi này sang nơi khác. Các nhà lãnh đạo của thành phố Santa Cruz cũng cam kết sẽ đấu tranh cho đến khi thống đốc Camacho được trả tự do. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi chính quyền liên bang nên trao cho thành phố nhiều quyền tự quyết hơn về chính trị và tài chính. Hôm 3 tháng 1, một đoạn video quay lại cảnh va chạm giữa hai trực thăng ở Úc khiến 4 người thiệt mạng và 3 người thương nặng đã được đăng tải trên mạng Internet. Theo đoạn video, cùng thông tin từ cảnh sát bang Queensland, hai chiếc máy bay đã va chạm ở độ cao khoảng 300 m vào thời điểm một chiếc đang hạ cánh và chiếc còn lại đang cất cánh gần SeaWorld tại Wollongong. Chủ nhân đoạn video nói trên có tên là Alexander Wyrap kể lại với Reuters, lúc xảy ra va chạm, có một tiếng động cơ lớn, sau đó hai trực thăng va vào nhau và tạo ra tiếng nổ chói tai, và mọi người trong công viên đều quay đầu về hướng đó. Vụ va chạm khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 du khách đến từ Vương quốc Anh. Cục Giao thông Vận tải Úc tuyên bố đã cùng với cảnh sát địa phương mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, dự kiến báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 2 tháng. Thưa quý vị, hôm 2 tháng 1 trong ngày quốc tang cuối cùng mà Brazil dành cho vua bóng đá Pele, nhiều người dân của quốc gia Nam Mỹ đã dành những lời thành kính và trân quý nhất cho nhân vật mà họ luôn xem là người hùng của đất nước. Reuters đưa tin tại thành phố ven biển Santos của Brazil, hàng dài những người đưa tang đã xếp hàng vào viếng huyền thoại bóng đá lần cuối khi linh cữu ông được quàn tại sân vận động Villa Belmiro, sân nhà của câu lạc bộ Santos. Marcia Jovito, nhà sinh vật học 57 tuổi người Brazil và là người hâm mộ Pele đã xếp hàng giờ bên ngoài sân vận động. Cô ấy nói với Reuters rằng ông là hình mẫu cho những gì tốt đẹp nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Dự kiến trong ngày 3 tháng 1, một đoàn rước linh cữu của huyền thoại bóng đá Pele sẽ đi qua các đường phố của Santos trước khi dừng chân tại nghĩa trang Ecumenical Memorial Necropolis, nơi ông sẽ yên nghỉ. Văn phòng báo chí của Santos cho biết khoảng 5.000 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã được ủy quyền để đưa tin về Pele. Ngoài ra, một số quan chức chính phủ Brazil cũng sẽ tham dự lễ tưởng niệm. bao gồm Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức Luis Ignacio Lula da Silva và Phó Tổng thống Gerardo Achmin, một người ủng hộ lâu năm của Santos. Như đã đưa tin trước đó, vua bóng đá Pele đã qua đời vào hôm 29 tháng 12 ở tuổi 82 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ruột kết. Ông tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940 tại thị trấn nhỏ Chicuracos, nhưng sau đó đã chuyển đến sống ở Santos trong suốt phần lớn cuộc đời. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.